thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, lưu giữ rất nhiều giá trị lịch sử và văn hóa lâu đời của người Việt. Với tình yêu và trách nhiệm muốn gìn giữ những giá trị lâu đời, những năm gần đây, một loạt di tích đang được thay áo mới với sự đổi mới đầy sáng tạo mà vẫn giữ nguyên được giá trị của di tích. Gần đây nhất, Văn Miếu Quốc Tử Giám, một nơi tưởng chừng như khô khan, gắn liền với kinh văn và sách sử, cứng nhắc như những phép tắc khà khắc của thời phong kiến, giờ đã trở thành một di tích với rất nhiều trải nghiệm đáng giá và thú vị. Ngày hôm nay, hãy cùng VNA Destination khám phá những trải nghiệm thú vị gì chỉ có tại tour đêm của Văn Miếu nhé! Từ trước tới nay, khi đi ngang qua con phố Tôn Đức Thắng hay Văn Miếu vào buổi tối, đều cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa hai bên đường. Một bên là sự xô bồ, náo nhiệt của nhịp sống hiện đại, một bên lại âm u, tĩnh lặng với những hàng cây im lìm. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 11 năm nay, Văn Miếu chính thức được hồi sinh nhờ công nghệ 3D mapping để tái hiện không gian xưa bằng phương pháp rất hiện đại. Chỉ với giá vé 199.000 đồng cho người lớn và miễn phí cho trẻ em dưới 1 mét, khi đặt chân vào Văn Miếu, ấn tượng đầu tiên của bạn hẳn sẽ là những âm thanh tinh tế và ánh sáng rực rỡ và không hề màu mè. Hiệu ứng 3D chiếu trên mặt đường tạo nên một cảm giác chân thực và lung linh. Càng bước vào sâu hơn, ánh sáng như đang dẫn khách tham quan bước trên một con đường huyền ảo, đi ngược dòng thời gian để trở lại cổ xưa. Địa điểm trải nghiệm thực tế đầu tiên ở Văn Miếu chính là cuốn sách 3D, kể lại câu chuyện xây dựng Văn Miếu năm 1070. Tới năm 1076, được Hoàng đế Lý Thánh Tông lập ngôi trường đại học đầu tiên tại Việt Nam. Khách tham quan sẽ được trải nghiệm đọc và tương tác với công nghệ 3D, lật và dở trang sách chỉ bằng những thao tác lướt tay trên không trung đầy thú vị. Đi tiếp chuyến hành trình sẽ là khu vực khoa cử của cha ông ta ngày xưa. Tại đây, những bia đá nằm im suốt vài trăm năm qua đã trở nên sống động hơn rất nhiều. Công nghệ trình chiếu hiện đại sẽ cho du khách tham quan hiểu hơn về những trải nghiệm thi cử của các vị học sĩ thời xưa, biết thêm về các kỳ thi, các dạng bài thi và cả những ân điển của một người tài nhận được. Một hoạt động khác hết sức đặc sắc khi tham quan tour đêm của Văn Miếu đó là trải nghiệm tham gia viết thư pháp. Tại đây, du khách sẽ được bước vào không gian thực tế ảo, thoải mái sáng tạo và viết lên những nét bút thư pháp phóng khoáng. Nếu hoạt động đó chưa đủ thỏa mãn sự tò mò, mong muốn được khám phá, tìm tòi và học hỏi thêm, thì bạn cũng có thể tham gia vào lớp học trực tiếp của thầy đồ. Bài giảng của thầy sẽ xoay quanh những phong tục và lễ nghi truyền thống của một ông đồ, đồng thời dạy cách viết lên những nét chữ nghiêm chỉnh, căn câu đối mực thước và chỉnh tề. Những đồ nhi tham gia tiết học này sẽ được trải nghiệm cảm giác trong đèn đêm ngồi học với thầy, thận trọng rèn luyện nét chữ nếp người. Và cuối cùng, tour đêm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ đưa tới cho quý khách một trải nghiệm không thể nào quên qua tiết mục tinh hoa đạo học. Nhờ có công nghệ chiếu 3D lên mái nhà thái học, tiết mục này không gây tổn hại hay ảnh hưởng tới cảnh quan của khu di tích mà còn làm nổi bật lên vẻ đẹp kiến trúc và không gian xưa. Tinh hoa đạo học là một tiết mục được tạo nên bởi ánh sáng và âm thanh, kể lại câu chuyện của người Đại Việt gửi gắm những khát vọng học tập, sự lạc quan hướng tới tương lai tươi sáng nhờ khiêm tốn và không ngừng học hỏi, mở mang kiến thức. Tiết mục là sự kết hợp giữa văn hóa với công nghệ, là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, đem tới cho người xem cảm giác mãn nhãn, đồng thời truyền tải tới giá trị tinh thần quan trọng nhất của di tích, đạo học và tinh thần hiếu học. Tiết mục này sẽ được chiếu vào 3 khung giờ lần lượt là 8, 9 và 10 giờ tối, kéo dài trong khoảng 30 phút. Nên lưu ý rằng, trải nghiệm tour đêm của Văn Miếu là một chiều, nên sau khi xem xong tiết mục này thì sẽ không thể quay lại những địa điểm trước đó nữa. Vì vậy, hãy dành thời gian trải nghiệm những hoạt động trước đó, rồi sau đó căn giờ để không bỏ lỡ tiết mục hết sức đặc sắc và trọn vẹn của trải nghiệm tour đêm này nhé! Cho tới nay, Văn Miếu Quốc Tử Giám chính là tour đêm thứ tư được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Tất cả những tour đêm này hứa hẹn cho bạn tìm hiểu thêm rất nhiều về lịch sử, từ đó càng thêm trân trọng những gì mà các thế hệ trước đã để lại. Đồng hành với quý khách trên chuyến hành trình này, hiện nay, Vietnam Airlines có những chuyến bay xuất phát từ các tỉnh thành khắp Việt Nam tới thủ đô Hà Nội.
đừng quên truy cập website www.vietnamairlines.com hoặc ứng dụng di động Vietnam Airlines để tham khảo lịch bay hoặc đặt vé với thật nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay nhé.